quả báo của người thích ăn và hay làm tiết canh. Đầu năm 2009, được tin thân mẫu bên nhà bệnh nặng, có thể không qua khỏi, tôi vội vàng quay về để thăm hỏi bệnh tình. Mẫu thân tôi bị ung thư bướu cổ, bác sĩ phát hiện ra từ năm 97 và phải mổ hết đôi lần. Nhưng không may là mổ xong bướu này thì bướu khác mọc lên. Uống thuốc mỗi ngày chỉ làm cho bớt đau và khối u mọc chậm lại chứ không bao giờ hết. Từ Mỹ về đến nhà, nhìn mẫu thân mà tôi xém chút không nhìn ra đó là mẹ ruột của mình. Ngày trước cụ có da có thịt lắm, nhưng lần cuối nhìn lại, mẫu thân thì chỉ còn da bọc xương, giống như lâu ngày bị bỏ đói. Trước khi bay về Việt Nam một ngày, tôi đã tìm địa chỉ các ban hộ niệm tại địa phương và liên lạc trước để nhờ họ tới hộ niệm cho mẫu thân. May mắn thay, tôi tìm được ban hộ niệm Thanh Liên tại Nha Trang và chị trưởng ban cũng nhiệt tình nhận lời đến hộ niệm. Từ ngày biết đến Phật Pháp và Pháp môn Tịnh Độ, tôi thường hay gọi điện thoại và gửi thư về cho mẫu thân, nhắc nhở cụ niệm Phật cầu giảng sanh. Nhưng tiếc rằng thiện căn phước đức của cụ còn ít quá, nên cụ niệm Phật có lẽ không được là bao. Tôi nhớ ngày còn nhỏ, tôi thường hay quấn quýt bên mẫu thân và thấy cụ cắt cổ gà, làm thịt tại nhà đôi lần. Có lần, cụ cắt tiết con gà xong, bỏ vào nồi đậy lại. Vậy mà, một tiếng sau, khi đổ nước sôi vào để làm lông, thì bỗng dưng nắp nồi bật tung lên. Kế đó con gà vùng dậy, đầu ngật ngưỡng, tung chạy ra ngoài, làm mọi người phải rượt theo bắt và giết lần nữa. Có thể vì mang nghiệp như thế nên giờ cụ đã bị ung thư bướu cổ. Cục bướu của cụ rất là to, cỡ bằng trái bưởi, nhìn rất kinh sợ. Máu rỉ ra từ nơi bướu đóng cứng thành cục. Những tháng cuối cùng của cuộc đời, máu cứ rỉ ra từng giọt từ bướu, khiến người trong nhà phải may một cái bao vải đặc biệt để thấm máu, đeo vào cổ mẫu thân. Vài tiếng là phải thay bao vải một lần. Cảnh tượng ấy khiến tôi liên tưởng đến con gà năm xưa bị mẫu thân cắt tiết, máu chảy ra từng giọt rớt xuống chiếc tô hứng bên dưới để làm tiết canh. Tôi có người em trai, đã có gia đình và ba đứa con trai. Nhà tôi có truyền thống thờ Phật từ hồi thân phụ tôi còn sống. Ông cụ tạo dựng một bàn thờ Quan Thế Âm Bồ Tát rất lớn và trang nghiêm nhất nhì trong thành phố thời bấy giờ. Thân phụ tôi bỏ công đi sưu tầm các lư đồng, chạm trổ rất đẹp và công phu, từ các bàn tay nghệ nhân khéo léo về để trang nghiêm nơi thờ phượng. Thỉnh thoảng tôi thấy ông cụ tụng kinh vào những ngày rằm lớn. Còn mẫu thân của tôi cũng là một Phật tử thuần thành và rất thích đi chùa làm công quả. Bàn thờ trong nhà tôi rất lớn và nghiêm trang, đến độ sau này khi anh rể tôi trong lần về thăm nhà, anh em ngồi nói chuyện vui với nhau thì được nghe anh kể lại. Hồi ấy anh kết chị tôi, nhưng khi đến nhà không dám vào vì anh là người Công giáo. Anh nói hồi đó mới vừa bước vào cửa là thấy ngay bàn thờ Phật lớn quá, làm anh khiếp nên không dám bước tiếp. Dưới nơi thờ phượng có một tủ gỗ đựng nhiều kinh sách Phật. Thời ấy trong nhà tôi sách thiếu nhi không có nên không có gì để đọc. Thế là tôi cứ lôi mấy cuốn sách mỏng nói về nhân quả, đời là bể khổ ra mà coi. Không ngờ những điều đã đọc ngày xưa ấy lại gieo vào tâm tôi những hạt giống tốt, cho dù tôi đi đến tận phương trời nào. Tuy gia đình tôi thờ phượng sớm hôm nhang đèn như thế,
nhưng em trai của tôi lại không tin Tam Bảo. Chỉ được một điều là mỗi năm vào dịp Tết, em trai tôi cũng chịu khó đem hết đồ đồng, lư hương trên bàn thờ xuống, đánh bóng lại cho mới để đón xuân. Ngoài ra, hễ nói chuyện Phật Pháp hay bảo tu hành thì tuyệt nhiên không chịu. Mỗi lần gọi điện thoại về, tôi gắng khuyên mẫu thân niệm Phật để sau này được về với Phật. Em trai tôi có vẻ không bằng lòng. Em trai tôi bảo, gọi điện về nói chuyện gì quan trọng hay hữu ích thì nói, chứ nói làm gì ba thứ chuyện Phật Pháp. Còn em dâu tôi, vốn sanh ra trong một gia đình công giáo, lớn lên trong nhà dòng dưới sự nuôi nấng và dạy dỗ của các sơ. Ấy vậy mà sau này, không hiểu sao, về làm dâu nhà tôi, cô ấy chuyển tâm sang quy y Phật. Hài hước thay khi trong gia đình tôi có sự đổi ngôi như thế. Ngày trước, lúc mẫu thân tôi còn khỏe, cụ lén lên chùa nhờ các thầy đặt pháp danh và quy y Tam Bảo vắng mặt cho cậu em trai tôi. Mãi đến sau này, em trai tôi lục lọi trong tủ, tìm thấy tấm giấy quy y có ghi tên của nó trên ấy. Thế là em trai tôi có vẻ không hài lòng và gặng hỏi mọi người xem ai đã làm điều ấy. Trong những lần tôi về thăm nhà trước kia, những câu chuyện tán gẫu giữa hai anh em với nhau giúp cho tôi thấy dường như tâm ý của em trai tôi chỉ thích hai thứ, đó là xe mô tô và tiền bạc. Biết được điều này nên khi hay tin bệnh tình mẫu thân đã đến lúc nguy kịch phải thở oxy, tôi xin phép sở làm nghỉ 3 tuần để về Việt Nam và đem theo 2.800 đô làm lộ phí. Biết tính em trai từ Mỹ về đến nhà, sau khi hỏi thăm bệnh tình mẫu thân, tôi biết nếu cho mời ban hộ niệm đến nhà để niệm Phật cho mẫu thân, thế nào cũng bị làm khó làm dễ. Tôi đã tương kế tiểu kế bằng cách bỏ ra 400 đô hối lộ cho em trai để mua một chiếc tivi và thêm 400 đô nữa đưa cho cô em dâu để mua thêm hàng hóa buôn bán. Vì lúc ấy cô em dâu mới mở shop bán quần áo và đồ dùng trẻ con. Sau đó, chị trưởng ban hộ niệm đến nhà khai thị hộ niệm cho mẫu thân. Em trai tôi có vẻ không vui vì ngày nào cũng phải canh gác xe cộ của các chị trong ban hộ niệm đến nhà trợ niệm cho mẫu thân. Nhưng nhờ có thủ tục đầu tiên nên chỉ nghe em trai tôi càm ràm đôi câu chứ không phản đối. Nhìn bệnh tình của mẫu thân, tôi biết do nghiệp sát trong quá khứ nay đã đến lúc chín mùi. Tôi đề nghị với chị trưởng ban hộ niệm mua vật phóng sanh, hồi hướng công đức ấy cho tất cả quán thân trái chủ của mẫu thân để giảm bớt sát nghiệp. Có một điều tôi nhận thấy lạ là tuy mẫu thân rất ốm, chỉ còn da bọc xương, nhưng sức ăn của cụ gấp 3 lần người bình thường. Cứ 2 tiếng đồng hồ lại ăn một lần, nếu không ăn thì người nhà phải pha sữa uống. Mỗi ngày mẫu thân phải uống thuốc giảm đau, và các cơn đau dường như kéo đến vào ban đêm làm cụ rên la. Có khi vừa ôm cổ vừa đi, vừa rên la lúc giữa đêm. Sau mấy hôm nằm cạnh mẫu thân và chứng kiến các hiện tượng như thế, tôi biết mẫu thân đang bị quan gia trái chủ hành hạ. Sức ăn của mẫu thân không phải của một người già đã 76 tuổi ăn, mà chỉ có thể là quan gia ăn để có sức đem đến hành hạ mẫu thân như thế. Một đêm thấy mẫu thân đang nằm rên la vì đau, tôi đến sát giường cụ, một tay chạm nhẹ vào khối u nơi cổ mẫu thân, tay kia chắp lại, mắt nhắm nghiền, và không hiểu sao trong đầu tôi bắt đầu nói chuyện với khối u, nói bằng tâm thức chứ không phải bằng lời nói. Tôi nói rằng: "Thưa quý vị quan gia trái chủ trên thân mẹ tôi, xin quý vị hãy khoan dung, tha thứ lỗi lầm cho mẹ tôi."
vì vô minh nên trước kia mẹ tôi đã làm tổn hại đến quý vị. Nay tôi xin thành tâm sám hối thay thế cho mẹ tôi. Tất cả công đức lành tôi xin hồi hướng đến cho quý vị, để quý vị giảng sanh về thế giới cực lạc của Phật A-di-đà. Giờ đây tôi xin niệm chú giảng sanh để tất cả quý vị có thể về với Phật. Và lúc ấy tôi đã nhiếp tâm vào từng câu thần chú phát ra từ trong tâm tưởng. Cùng lúc quán tưởng từng con di trùng từ nơi cổ mẫu thân đang ngự trên hoa sen bay về phía Phật A-di-đà. Sau này nghĩ lại tôi thấy hơi lạ, vì bình thường tôi chỉ niệm Phật trong các thời công phu, không niệm thêm bất cứ chú gì cả. Ấy vậy mà không hiểu vì sao lúc ấy tôi không niệm Phật mà lại niệm chú. Tôi đã niệm một lúc lâu như thế, rồi tôi thấy mẫu thân nằm im, không rên la nữa, nên tôi bèn mở mắt ra và hỏi mẫu thân có còn thấy đau nữa không. Mẫu thân trả lời rằng không. Thì ra khối u cũng có tánh linh và có Phật tánh giống như chúng ta vậy. Sau khi hối lộ cho em trai còn lại 2.000 đô trong túi, tôi dùng hết vào việc phóng sanh và được chia làm 2 đợt. Buổi sáng hôm ấy, tôi cùng các chị trong ban hộ niệm ra chợ mua các loại thủy tộc để phóng sanh, nào cá to, cá nhỏ, ốc lớn, ốc bé, cua. Mua rất nhiều. Chị trưởng ban hộ niệm đã quen thuộc với việc làm này, nên các thân chủ bán cá đều quen mặt biết tên. Sau khi mua vật phóng sanh xong, cả nhóm đem hết các túi, thùng đựng cá ra để tràn lan phía ngoài chợ. Không biết từ đâu có 2 chiếc xe jeep của ban trật tự đô thị lù lù xuất hiện và dừng lại ngay trước cả nhóm. Tôi nghĩ thầm, chắc là rắc rối to rồi, vì chúng tôi để đồ nhiều quá, chiếm ra gần hết ngoài đường vào chợ, xe cộ không đi được và sẽ bị ban đô thị hốt hết. Nhìn vẻ mặt hầm hầm của anh trật tự viên, tôi cũng hơi ngán. Anh ta hỏi lớn rằng, tất cả đồ để dưới đất này của ai? Tại sao để hết ra ngoài đường? Sau khi nghe nhóm giải thích là mua vật về phóng sanh và đang chờ xe đến để chở đi, thì anh ta tỏ ra dễ dãi rồi bỏ đi mà không nói thêm một lời nào. Tôi mừng hết chỗ nói vì đã không có điều gì đáng tiếc xảy ra. Trong khi chúng tôi còn đang loay hoay chưa biết gọi xe đến có được không, thì trong chợ bỗng dưng có một anh mon men lại gần và tự giới thiệu anh ta là tài xế xe tải chuyên chở các loại thủy sản để bán cho các chủ sạp trong chợ. Thay mọi người mua nhiều để phóng sanh, anh tình nguyện chở hết các loại vật đi phóng sanh mà không lấy tiền. Không chỉ lần này mà bất cứ lúc nào mua nhiều như thế, anh cũng sẽ tình nguyện giúp. Đúng là chuyện lạ có thật. Thế là cả 2 lần phóng sanh, anh ấy đều tận tình đem xe tải đến giúp thật. Đường đến nơi phóng sanh cũng hơi xa và phải đi ngang qua một đoạn đường tư nhân. Đoạn đường này có một cây sắt chắn ngang giống như hàng rào bảo vệ mỗi khi có xe lửa đi qua để không cho người lạ vào khu vực ấy. Khi đến đây cả nhóm phải dừng lại và giáo giác tìm xem có ai có thể ra giúp được không. Hỏi ra thì biết người chủ khu vực là người duy nhất có chìa khóa để mở khóa cây sắt chắn ngang, đang đi vắng, không có nhà. Thế là cả bọn nhìn nhau, không biết tính sao, vì đường đi xa, địa điểm phóng sanh cũng không còn lâu nữa. Lúc ấy dường như có phép lạ, khi từ đằng xa có bóng một chiếc xe Honda đang rẽ vào con đường mà cả nhóm đang chờ. Hóa ra đó chính là người chủ khu vực đã về, tựa như có người bảo ông phải về đúng vào lúc này vậy. Sau khi người chủ khu vực biết rõ nguyện vọng của nhóm, chú liền hoan hỷ, mở cổng cho cả bọn đi qua và cười rất tươi.
phải mất khoảng gần tiếng đồng hồ, cả nhóm mới khiêng hết các loài vật từ xe xuống để phóng sanh xuống con sông như đã định trước. Mọi người ai cũng mệt vì trưa nắng, nhưng lòng lại vui vì biết rằng đã cứu được rất nhiều sinh mạng thoát khỏi cảnh bị giao thớt chặt chém. Có một chi tiết nhỏ nhưng có lẽ cũng là nhân duyên, là bữa đó trong lúc cả nhóm vào chợ mua vật phóng sanh, tự dưng gặp được một nhóm đồng tu khác từ Sài Gòn ra Nha Trang chơi. Thế là chiều hôm ấy, sau khi phóng sanh xong, cả hai nhóm đều đến nhà hộ niệm cho mẫu thân tôi. Kể ra cụ cũng có phước, nhưng tiếc rằng không nhiều. Suốt thời gian tôi ở Việt Nam gần 3 tuần, ngày nào ban hộ niệm cũng đến để trợ duyên cho mẫu thân niệm Phật. Ngoài thời niệm Phật chung với ban hộ niệm ra, tôi cũng cố gắng khai thị thêm và niệm Phật chung với mẫu thân được thêm đôi tiếng đồng hồ mỗi ngày. Trong phòng nghỉ của mẫu thân tôi, dọn dẹp hết đồ đạc ra ngoài, chỉ chừa lại cái giường nằm. Trên 4 bức tường đều có hình Phật A-di-đà đang đưa tay tiếp dẫn để mẫu thân có thể nhìn thấy Phật khắp nơi. Cẩn thận hơn, mỗi ngày tôi đều dặn dò mẫu thân nếu thấy cha, mẹ hay phụ thân đã mất của tôi đến để dẫn đi thì đừng đi theo họ, vì đó là quan gia trái chủ trá hình. Chỉ được đi theo Phật A-di-đà mà thôi. Tôi thường hỏi mẫu thân duy nhất một câu mỗi ngày là: Phật A-di-đà màu gì, tướng mạo ra sao? Mẫu thân cũng chịu khó trả lời rằng Phật A-di-đà mặc áo đỏ, nền vàng, tay trái cầm hoa sen, tay phải duỗi xuống. Đó chính là tấm hình Phật được treo trong phòng mẫu thân trên 4 vách tường. Chị trưởng ban hộ niệm khuyên tôi nên đem hình Tây Phương Tam Thánh tiếp dẫn vào trong phòng để mẫu thân được nhìn thấy. Tôi nghĩ cũng hợp lý, nhưng lại sợ mẫu thân bị phân tâm khi nhìn thấy nhiều hình Phật khác nhau, nên tôi đã không làm theo ý chị. Hy vọng chị trưởng ban hộ niệm sẽ hiểu được nỗi lòng của tôi lúc ấy. Niệm Phật nhiều như thế được vài hôm, bỗng dưng mẫu thân sanh ra đã không muốn niệm Phật nhiều như trước nữa. Cụ bắt đầu niệm Phật với tâm trạng uể oải, gượng gạo và gì để tôi vui lòng, chứ không phải là tự bản thân mẫu thân thích niệm Phật. Thuở còn chưa thành thân với phụ thân tôi, mẫu thân thường đến chùa và nghe pháp của các thầy giảng. Chính mẫu thân là người đã tập cho tôi có sở thích nghe pháp trong những lần về thăm nhà và thường đưa các đĩa cassette. Khi ấy chưa có đĩa CD như bây giờ. Bên trong là các bài giảng của nhiều vị pháp sư để tôi đem về Mỹ nghe. Nhưng tiếc rằng mẫu thân chỉ biết tu phước hữu lậu chứ chưa biết tu phước vô lậu. Bởi tâm mong muốn lành bệnh của mẫu thân dường như lớn hơn tâm giảng sanh. Mặc dù tôi đã hết lời giảng giải và ban hộ niệm cũng giải thích cho mẫu thân biết rằng một khi chiếc áo đã quá cũ và rách, dù có giá lại nhiều lần để mặc, nhưng cuối cùng cũng đến lúc phải bỏ đi chứ không thể lành mãi được. Thân người cũng thế mà thôi, ở tuổi ngoài thất thập cổ lai hy, đời người như ngọn đèn treo trước gió, làm sao đèn cháy mãi cháy lâu được. Suốt thời gian ở gần mẫu thân, tôi cố gắng làm hết mọi việc thiện và hồi hướng tất cả công đức cho mẫu thân. Mỗi đêm trước bàn thờ Phật, tôi thành tâm nguyện cầu cho mẫu thân được giảng sanh trong khoảng thời gian tôi còn ở Việt Nam, càng sớm càng tốt. Hết tiện phóng sanh, tôi xem lại bản thân mình có thể làm được gì hơn nữa để tạo thêm công đức cho mẫu thân sớm được về với Phật trong thời gian này. Tôi đã không ngần ngại lên chùa thỉnh thầy cho tôi được xuống tóc và xin nguyện đem công đức ấy hồi hướng cho mẫu thân.
Sau khi tôi xin thầy cho xuống tóc, suốt mấy ngày liền sau đó, tôi cảm nhận phía trên đỉnh đầu rất nóng. Một cảm giác nóng từ bên trong lan tỏa ra, chứ không phải do cái nóng bên ngoài của thời tiết tháng 3 tạo thành. Hơi nóng dường như nóng hơn bao giờ hết mỗi khi tôi ngồi tĩnh tọa niệm Phật. Điều này cho đến bây giờ tôi cũng không hiểu tại sao. Nhưng tôi đoán có thể do mới cạo tóc lại đi dưới trời nắng nóng nên mới bị như thế cũng nên. Khi tóc không còn, tôi lại tiếp tục nhìn xem trên thân mình còn có gì để bố thí hay cho đi để mong mẫu thân tôi được giảng sanh. Thế là khi nhìn thấy con dao thái lan nhỏ để trên bàn, tôi nghĩ ngay đến chuyện trích máu của mình để giết hồng danh A-di-đà Phật, rồi đốt để cúng dường chư Phật. Nghĩ là làm, nhưng do dao xài lâu ngày không còn được bén, nên tôi đã phải cứa đi cứa lại nhiều lần trên đầu ngón tay cho đến lúc tướm máu. Trước khi làm điều này, tôi đã quỳ trước bàn thờ Phật để nguyện một lời nguyện không thay đổi, rằng tôi chỉ xin hồi hướng công đức này để mẫu thân được giảng sanh trong thời gian tôi còn ở Việt Nam, để tôi có thể lo cho mẫu thân một cách vẹn toàn. Nhưng tiếc thay, có lẽ lời cầu nguyện của tôi chưa đủ thành tâm để cảm đến Đức Phật. Có một lần, tôi đang ngồi niệm Phật cùng ban hộ niệm Thanh Liên trong phòng mẫu thân. Mắt tôi hướng lên, nhìn hình Phật A-di-đà thì bỗng thấy có điều gì đó khiến tôi phải chú ý. Kế đó, tôi thấy dần hào quang màu vàng xung quanh Phật cứ lớn dần và tỏa sáng rực rỡ. Trong lúc ấy mọi người xung quanh còn đang niệm Phật và không thấy ai khác có cử chỉ gì lạ. Vì vậy, tôi cũng tiếp tục niệm Phật và không nói gì. Cuối buổi hộ niệm, không ngờ chị trưởng ban hộ niệm tự động tiết lộ rằng chị thấy hào quang của Phật tỏa ra rất sáng trong lúc niệm hồng danh Phật. Như vậy là chỉ có tôi và chị trưởng ban hộ niệm nhìn thấy được điềm lành ấy. Ngoài ra, không còn ai khác nhận ra điều đó. Nghe chị nói, tôi cũng chỉ mỉm cười, không nói thêm điều gì và im lặng cho đến tận bây giờ. Qua đó chúng ta biết rằng chư Phật đã phóng quang hộ trì suốt buổi hộ niệm mà mắt phàm chúng ta không nhìn thấy được. Sau thời gian 3 tuần ở bên cạnh thân mẫu, ngày ngày cùng ban hộ niệm, niệm Phật, dường như sức khỏe của mẫu thân có phần tốt hơn, chứ không thấy có triệu chứng giảng sanh. Tôi lên đường trở về lại Mỹ và cẩn thận ghi lại tên và số điện thoại của các chị trong ban hộ niệm cho cô em dâu. Dặn dò khi có chuyện xảy ra với mẫu thân mà không có ban hộ niệm ở cạnh bên thì hãy gọi cho ban hộ niệm, không nên đưa vào bệnh viện. Tôi cũng dặn em trai như thế vì bình thường em trai tôi hay nghĩ rằng còn nước còn tát. Tôi bảo em trai rằng đúng vậy, nếu trong ao còn cá thì mới còn tát, chứ nếu trong ao đã không còn cá thì có tát nhiều cũng chẳng thu được lợi ích gì. Mẫu thân đã lớn tuổi, nếu đã đến lúc ra đi thì hãy để mẫu thân đi, chứ đừng nên đưa mẫu thân vào bệnh viện làm gì nữa. Khoảng một tháng sau đó, nghe người nhà nói lại, mẫu thân không còn ham thích niệm Phật cùng ban hộ niệm nữa, nên các chị trong ban hộ niệm cũng không còn đến nhà để trợ niệm cho mẫu thân. Nghe đến đây tôi chỉ biết thở dài. Ồ, cũng là phước phần của mẫu thân như thế, dẫu cho tôi đã cố gắng tận lực. Nhưng hàng tháng tôi vẫn gửi tịnh tài về cho chị trưởng ban hộ niệm làm lễ phóng sanh, hồi hướng công đức cho cụ, hầu giảm bớt được tội nghiệp của mẫu thân, được phần nào thì hay phần ấy. Trước khi về lại Mỹ, tôi có ghé thăm một người bà, là chị của ông nội tôi, đã quá già yếu. Bà đã nằm một chỗ trên giường và rơi vào tình trạng nửa mê nửa tỉnh. Mọi chuyện vệ sinh cá nhân đều phải có người giúp,
chứ bà không còn làm chủ được nữa. Đến thăm bà, tôi cũng cảm thương bà, nên dù biết rằng khó có thể nói gì cho bà hiểu được vào lúc này, nhưng tôi dù chỉ còn một tia hy vọng cũng phải cố gắng. Sau khi treo tấm hình Phật A-di-đà lớn bằng người thật nơi cuối giường, để khi bà tỉnh có thể nhìn thấy, tôi còn để gần bên chỗ bà nằm một máy niệm Phật, với hy vọng trước lúc lâm chung, nếu bà nghe được danh hiệu Phật thì không phải rơi vào ba đường dữ như lời Ngài Địa Tạng đã dạy. Sau đó tôi thử khai thị cho bà, nhưng phải nói thật lớn tiếng vì bà bị thêm chứng nặng tai. Trong thời gian khai thị, có lúc bà có thể mở mắt ra nhìn và nói được vài câu, mắt hướng về phía Phật A-di-đà như có vẻ hiểu. Được vài phút như thế, bà lại rơi vào hôn mê. Nhưng tôi vẫn cứ đứng kề bên, tiếp tục khai thị cho bà về nguyện lực thứ 18 trong Kinh Vô Lượng Thọ. Sau đó mới ra về. Vài tháng sau, tôi nghe nói bà ra đi. Nhưng trước khi bà ra đi, may mắn thay, cô em dâu của tôi thuyết phục được con cháu trong gia đình bà cho mời ban hộ niệm Thanh Liên đến để trợ niệm cho bà. Không ngờ cô em dâu còn nhớ lời tôi dặn, khi hữu sự hãy gọi điện cho ban hộ niệm đến để hộ niệm. Thật không uổng công, tôi cẩn thận ghi lại số điện thoại của các chị trong ban hộ niệm vào sổ tay của cô ấy. Qua điện thoại, cô em dâu líu lo kể về sự lạ kỳ trong ngày bà tôi ra đi. Đúng ra là khi nhận một ca hộ niệm, nếu ban hộ niệm thấy người lâm chung đã rơi vào hôn mê, không còn tỉnh táo, là họ sẽ không nhận lời hộ niệm. Nhưng có lẽ trước khi rời Việt Nam, tôi có kể cho chị trưởng ban hộ niệm về trường hợp của bà, nên chị có vẻ thông cảm và sau này vì nể tình mà đến nhà hộ niệm cho bà. Ngày bà ra đi, ngoài thoải tướng mềm mại, cây cối trong nhà bỗng dưng trổ hoa. Dù cây mua về đã mấy năm rồi nhưng chưa từng ra hoa lần nào. Chim chóc từ đâu bỗng bay về, đậu lại rất nhiều trên mái nhà. Sau này tôi có đem điều này hỏi ý kiến cư sĩ Diệu Âm nhân dịp chú đến chùa Phật Quốc tại tiểu bang Washington, Hoa Kỳ để giới thiệu pháp môn hộ niệm, thì được chú ấy xác nhận rằng căn cứ vào các điềm lành ấy có khả năng bà đã được giảng sanh. Trở về Mỹ được 3-4 tháng, tôi được hay tin, một ngày nọ, cái bướu to trên cổ mẫu thân bỗng dưng dở và máu đen hôi thối chảy ra rất nhiều. Nghe đầu đến cả nửa xô dùng để đựng nước lau nhà. Như thế là quan gia trái chủ đã rời khỏi thân thể của mẫu thân. Và cũng kể từ đó, mẫu thân đã ăn ít lại, giống như chế độ ăn của người cao niên chứ không còn ăn nhiều như lúc trước nữa. Cuối năm ấy, vào lúc giữa đêm, mọi người trong gia đình tôi đang ngủ thì nhận được điện thoại từ bên Việt Nam báo tin mẫu thân tôi đã ra đi. Nhưng cũng may là trước đó vài tiếng đồng hồ, cô em dâu đã gọi cho ban hộ niệm đến để trợ niệm cho mẫu thân từ lúc hấp hối và 8 tiếng sau đó. Thoại tướng tương đối tốt khi chân tay mẫu thân đều mềm mại. Tuy rằng mẫu thân không ra đi trong lúc tôi còn ở Việt Nam như lời nguyện, nhưng có một điều ứng nghiệm là tôi còn nguyện thêm cho mẫu thân được ra đi vào ban ngày và có đầy đủ thiện hữu trí thức cạnh bên hộ niệm. Quả thật, nhân quả báo ứng hiện đời, thịt rùa ngon. Người Thượng Hải có câu đầu môi như thế này: hiện thế báo, nghĩa là việc làm trong hiện tại trả báo đến ngay hiện đời, chẳng đợi sang kiếp sau mới báo. Ở Thượng Hải có Dương Tiên Sinh, bình thường rất ưa ăn thịt rùa, nhưng cách chế biến thức ăn của ông rất khác người. Ông chế nước ngập nồi, dùng nắp đậy kín nồi,
Ở dưới nắp có khoét một lỗ hổng to cỡ đầu rùa. Ông bỏ rùa sống vào, sau đó mới đun lửa. Khi nước trong nồi dần nóng lên, con rùa bị đổ sôi, nung nấu đau không chịu nổi. Nó bèn thò đầu lên lỗ hổng đó, há miệng thở. Lúc này, ông đem nước sốt gia vị đã thắng sẵn, đang sôi, rót vào miệng rùa, ép nó rụt đầu vào chảo lại. Mục đích của ông là để cho nó gia vị thẩm thấu vào toàn thân rùa. Như vậy, thịt rùa sẽ rất ngon. Nhưng ông chẳng mảy may nghĩ đến nỗi thống khổ của con rùa. Bên trong thì nước sôi làm bỏng tâm can, bên ngoài thì bị nung đốt. Con rùa đang sống mà ông hành hạ nội công ngoại kích thật dã man. Chưa hết, rùa đang quằn quại, đau đớn dãy giụa trong nước nóng. Rồi chịu không nổi đổ nước sôi hành hạ dày dò. Muốn trốn cũng không có cửa, cầu sống cũng không có đường. Thế là nó đành nhô đầu ra khỏi cái lỗ hổng trên nắp để giải nhiệt tiếp. Lúc này, Dương Tiên Sinh tàn nhẫn lại tiếp tục rưới nước gia vị đun nóng. Có đủ muối, dầu, giấm, ớt, tiêu. Rùa bỗng rát cả lòng, vội rút đầu xuống. Cảnh thò thò rụt rụt cứ thế tái diễn nhiều lần. Và cuối cùng thì rùa chết đi trong tột cùng thống khổ. Vì tham ăn sướng miệng mà Dương Tiên Sinh đành tâm giết hại quá tàn nhẫn. Rồi hôm đó, Dương Tiên Sinh cũng dùng xong món thịt rùa. Mười mấy ngày sau, một đêm nọ, ông đang nằm ngủ tại căn gác thì tầng trệt bỗng dưng phát quả. Lửa thiêu rụi cả cầu thang, cháy lan tới phòng ngủ của ông, thiêu đến chăn mền thì ông mới giật mình tỉnh dậy. Trong lúc kinh hoảng ngơ ngác, ông định xuống lầu lánh nạn thì thấy cầu thang gỗ đã cháy mất tiêu. Phía dưới giờ là một biển lửa vô phương đi xuống. Ông muốn chui ra cửa sổ để sinh tồn, nhưng song cửa sắt khe hở quá hẹp, nên dù ông tận lực chui ra mấy lần cũng không thể. Chỉ ló được cái đầu ra và mắc kẹt ngay tại đó, vô phương tiến thoái. Ông đang gào thét thì xe cứu hỏa đến. Lửa dữ cháy tràn lan trên đất. Đầu ông bị kẹt nơi song sắt như bị nướng nóng thêm. Ông há to miệng gào thét kêu cứu. Viên cứu hỏa cầm vòi nước không ngừng xịt vào chỗ song cửa. Ông bị nước sôi bắn vào miệng đau đớn, hệt như cảnh ông hành con rùa xưa kia. Cái đầu kẹt ngoài sông, không ngừng nuốt nước sôi. Lúc đó, có lẽ ông cũng thấm thía nỗi khổ thảm thiết mà con rùa đã nếm. Và cứ thế, Dương Tiên Sinh cuối cùng chết trong biển lửa. Cách thức giết rùa ăn của Dương Tiên Sinh đã khiến ông phải nếm trải khổ hình tương tự. Nhân quả báo ứng thực không dối. Khi sống, ta dùng ác tâm giết hại loài vật thế nào thì sẽ bị chính ác tâm ấy làm hại mình. Đây chính là Dương Tiên Sinh tự khiến mình rơi vào lò lửa thiêu nóng. Trong kinh Pháp Cú ghi: yêu nghiệt mà gặp phúc là ác kia chưa chín, đến khi quả ác chín thì tự thọ tội khốc liệt. Dương Tiên Sinh nhận thọ quả báo khiến người ta phải kinh sợ. Cảnh ông chết thật là đau đớn khó kham. Phải hiểu là ta giết bất kỳ động vật như thế nào sẽ bị báo ứng tương đương vậy. Mong những vị ưa sát sinh hãy suy nghĩ. Nhân quả báo ứng hiện đời, thức ngon đặc chế. Trong một vùng nông thôn thuộc miền Đông Thái Lan, có một nông phu tên A Ban. Bà vợ sinh được 3 con, gồm 2 nam 1 nữ. Thằng đầu tiên tên Ô, 9 tuổi, thằng kế tên Hồng, 7 tuổi và út gái tên Bạch, 5 tuổi. Hôm nọ, vợ chồng A Ban đến dự lễ nơi một nhà người bà con, bỏ 3 đứa nhỏ ở nhà. Nơi chúng ngủ là căn phòng bằng gỗ xây kiểu Thái, cạnh phòng có chất một đống rơm khô. Ngoài ra, còn có một ống máng xối hình chữ thập để hứng nước mưa và một hàng lu dùng chứa nước uống. Nhà ở các hộ nông dân nơi đây xây cách rất xa nhau, phân bố rải rác trong điền viên. Hôm đó, căn phòng gỗ đột nhiên bốc cháy. Láng giềng ở xa chỉ nhìn thấy khói đen bốc cao, lửa dây kín nhà.
cả tòa nhà gỗ, chẳng mấy chốc bị thiêu trụi. Ba đứa trẻ trong nhà do cổng khóa kín, không thể chạy đi đâu. Nghĩ là nước trị lửa, thằng Ô lần lượt bồng hai em đem bỏ vào hai cái lu to đầy nước và đậy nắp lại. Sau đó nó cũng nhảy vào một cái lu khác để tránh lửa. Lúc láng giềng và nhân viên cứu lửa đến thì cả tòa nhà gỗ và bốn đống rơm cũng cháy rụi, còn thiêu chết một con bò bị cột, nhưng không thấy dấu vết trẻ con đâu. Mọi người đều cho rằng chúng đã chạy thoát cả rồi. Khi vợ chồng A Bang về, họ cũng hoảng loạn tìm con, đến tối mò cũng không tìm ra được. Sáng hôm sau, một người bà con luôn bao cũng tới tìm phụ các trẻ. Giống như có biết trước, ông vội chạy đến lu nước, dở nắp ra thì kinh ngạc hét to. Vợ chồng A Bang nghe tiếng kêu, vội chạy đến xem, thì thấy thi thể của thằng Ô, đứa con trai đầu. Luân bao mở tiếp các lu kia thì lần lượt phát hiện ra xác của Hồng và Bạch. Lúc này hai vợ chồng quá đau lòng, ngã xuống ngất xỉu. Báo chí và đài truyền hình đều đăng tin thương tâm này. Lúc đó ký giả đài truyền hình phỏng vấn Luân bao: "Vì sao biết ba đứa trẻ chết trong lu?" Luân bao đáp: "Đêm hôm lửa phát cháy, ông đang ngủ nơi nhà mình, bỗng mơ thấy cảnh mọi người đều chạy tìm các cháu. Bỗng dưng, một lão già chưa từng quen biết, râu trắng, dài tới ngực bảo ông: "Bầy cá ở trong lu nước." Tỉnh dậy, ông thấy rất ly kỳ, bèn vội vàng chạy sang nhà A Bang, vào tới dở lu xem thử. Không ngờ, thi thể các bé ở trong đó. Nghe đến đây, A Bang hét to một tiếng rồi ngất xỉu trên đất. Khi được cấp cứu tỉnh lại, đôi mắt ông như vô hồn, nhìn ngây dại về xác ba đứa con và lẩm bẩm nói: báo ứng mà." Mọi người đều nghĩ ông thương tâm quá độ, thần trí mê muội, không dám hỏi gì. Theo tập tục ở nông thôn, hễ nhà nào có chuyện là mọi người đồng tâm hiệp lực phụ chôn cất con A Bang. Vợ chồng A Bang nội trong một ngày mất hết ba đứa con cưng, đành nấu tạm nơi khác. Tài sản tích chứa đều bị làm mồi cho ngọn lửa. Hai vợ chồng gặp phải gia biến thảm sầu, họ thấm thía vô thường buồn vui ly hợp ở nhân gian, nên không chút do dự xin xuất gia. Ai cũng hiểu và cảm thông cho họ, nhưng mọi người đều thắc mắc khi nghe A Bang luôn mồm nói báo ứng. Ông vốn là một nông dân trung hậu cần lao, nhưng đã làm gì để bị trách tội nặng như thế? Thật là khiến người ta khó hiểu. Chỉ có A Du, em vợ A Bang là biết rõ. A Du nói: "A Bang luôn sống biết giữ hòa khí, nhiệt tâm giúp người. Anh chỉ có tính là ưa ăn ngon và tự mình sáng chế món rau dồn cá. Chính A Du nhiều lần phản đối kịch liệt món này." Thái Lan là xứ gạo, cá. Vào mùa xuân, mỗi lần gặp mưa giông là thời kỳ cá đẻ trứng. Mười mấy ngày sau, cá con lớn bằng đầu đũa. A Bang dùng vải mùng may thành vợt, lùng bắt đám cá này. Ít thì có mười mấy con, nhiều thì hơn trăm mạng. Sau đó, anh bỏ cá con vào trong thùng nước. Lúc cần nấu thì chọn các cọng rau to lòng, cắt bỏ các đốt mấu đi thành một ống trống suông. Sau đó đổ nước lạnh vào trong nồi, thả rau và cá con vào, chụm lửa nhỏ riu riu. Do nước lạnh từ từ chuyển nhẹ nhẹ qua nóng, nên mới đầu đám cá hồn nhiên bơi tung tăng. Nước ấm dần dần tăng độ, cá nhỏ gặp lòng rau rỗng liền chui vào trong đó trốn nóng. Tận mắt chứng kiến cảnh lũ cá bị giết tàn nhẫn, chết thảm thương. Nhưng vợ chồng A Bang chẳng mảy may động lòng trắc ẩn, ngược lại còn tự hào đắc ý vì mình biết sáng tạo ra một món ăn cực kỳ đặc biệt và ngon. Mỗi một khúc rau trống đều có một đám cá chui vào, đem ra trộn với gia vị thì ăn ngon cực kỳ, không gì sánh. Có lần A Bang làm ruộng, anh dùng lưới vớt hết bầy cá con. Đột nhiên có hai con cá lớn là cha mẹ của chúng nhảy lên bờ. Có thể do nhìn thấy bầy cá con bị bắt đem đi,
chúng bi thống đến cực điểm mà nhảy lên tự sát để kháng nghị. A Bang lúc này nhân tính mê muội, cho rằng khi không có được của bất ngờ, liền bắt luôn hai con cá đó đem về nhà nấu ăn. Con người quen tạo sát nghiệp là ác độc, do lương tâm bị vùi lấp mê muội, chỉ khi thấy cha mẹ, vợ chồng, anh em, con cái của mình chết mới kêu gào khóc lóc, hô thiên gọi địa, đau đớn thảm sầu. Chẳng hề nghĩ đến loài vật cũng có tình nghĩa cha mẹ, anh em, phu thê, con cái. Cổ thi nói: trăm ngàn năm nay trong chén canh, quán sầu như biển hận khó bình. Như nay báo ứng nhân quả xoay chuyển đến, khiến A Bang phải gánh niềm đau chôn con, nếm mùi khổ, tự thân chứng kiến một bầy con bị chết cả. Sao không khiến anh ta thối tâm nản chí chứ? Một thi nhân thời cổ đại đã làm thơ ngăn sát như thế này. Ai bảo chúng sinh mệnh nhỏ nhoi, chỉ là xương thịt với da thôi. Xin anh chớ bắt, săn, giết chúng, tình cảm chúng đâu có khác người. Nhân loại hằng ngày đều tự làm tăng thêm nghiệp sát quan trái. Khi chúng ta bệnh, nằm tại y viện hay trên bàn mổ, ngay khi đó, chúng ta có thầm tự vấn, có tự hỏi rằng cả đời mình đã từng ăn bao nhiêu con gà, bao nhiêu con vịt, bao nhiêu heo, bao nhiêu bò, bao nhiêu loài đã tán mạng vào bụng chúng ta chưa? Và hôm nay chính là ngày báo ứng đến. Người vào thăm bệnh cũng cần nên phản tỉnh như vậy. Nếu như nhân loại có thể tự vấn mình đến cùng, thì sẽ phát sinh tâm từ, tâm sám hối, và nghiệp sẽ tự nhiên giảm. Nhân quả báo ứng, dùi lỗ lấy nhọt. Cao tiên sinh tuổi hơn 40, thể cách tráng kiện, làm nhân viên bảo vệ tại một công ty lớn. 3 năm trước, do hay gì bị nhức đầu nên đi bệnh viện kiểm tra thì mới phát hiện trong đầu có cục bướu não đè dây thần kinh, dẫn đến chứng nhức đầu. Thế là bác sĩ vùi một lỗ hổng trên đầu để lấy mụn nhọt ấy ra. 2 năm sau lại phát hiện trong đầu có một mụn to, bất đắc dĩ lại phẫu thuật lần nữa. Năm nay bác sĩ kiểm tra nói lại chỗ vùi lần trước lại mọc ra một cái mụn còn lớn hơn. Bác sĩ phán là lần này không thể vùi đầu được nữa, vì làm vậy sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Trước tình huống nan giải này, ông liền đến thỉnh cầu Hòa Thượng Diệu Pháp khai thị. Hòa Thượng nói: ông ngày trước có công tác trên biển phải không? Ông đã từng giết rất nhiều rùa, hơn nữa còn bắt rất nhiều cá sống to bự, đóng đinh trên gián rồi mới đánh dẫy moi ruột nó. Cao tiên sinh nghe thế thì giật mình. Dạ đúng vậy, con từng đi hải quân 3 năm, trường kỳ sống trên đại dương. Hằng ngày đều bắt cá ăn, biển sâu nên cá đặc biệt to, có con dài hơn 1 mét. Cá bự mà dễ dụa dữ quá, con liền dùng cái đinh to đóng đầu nó dính trên gián, sau đó mới bắt đầu đánh dẫy moi ruột. Sư phụ, sao ngài có thể nhìn thấu cả một thời quá khứ của con tài như thế? Hòa Thượng chậm rãi trả lời: bởi vì ngày xưa ông đóng đinh vào đầu cá, cho nên bây giờ ông bị bệnh cứ phải dùi đầu để chữa trị. Cá sống bị đóng đinh trên gián đau đớn dãy dụa, nó đang còn sống mà bị ông đánh dẫy, mổ ruột, moi nội tạng, cảnh ấy cực kỳ tàn nhẫn. Vậy nên báo ứng cũng đến với ông từng lần một. Tôi e rằng trên đầu ông không chỉ khoan 2-3 lỗ mà thôi. Nếu như bị chết liền thì tuyệt không đáng sợ. Đáng sợ là suốt năm phải triền miên bị thống khổ dày dò trên giường bệnh, sống không bằng chết, không được thiện chung. Lời Hòa Thượng nói như sấm động, lay người tỉnh dậy từ cơn mê. Cao tiên sinh khẩn thiết: sư phụ, ngài thần thông quảng đại, xin hãy cứu đệ tử. Sư phụ hiền hòa nói: Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Đến nay thì phải trả báo tội lỗi ngày xưa, chính ngươi buộc là kẻ phải tháo gỡ.
Chỉ cần ông thành tâm sám hối, thệ dứt hẳn sát sinh, phát tâm ăn chay và niệm Phật thật nhiều thì có thể chuộc được lỗi xưa. Cao tiên sinh ngay hôm đó bắt đầu lập tức lễ Phật, tụng kinh Địa Tạng và tại Phật tự lập bài vị cầu siêu cho những loài ông đã giết. Mãi đến hơn 2 năm sau, lúc ông tạ thế đều luôn tụng kinh niệm Phật, ông đã không còn bị khổ não hành hạ. Chỉ đáng tiếc là ông qua đời lúc chưa đầy 50 tuổi. Niệm kinh bái Phật cố nhiên có thể giúp cho tiên sinh không bị thống khổ dày dò tiếp tục, nhưng do nghiệp sát của ông quá nặng nên bị giảm thọ. Phật lực dù quảng đại cũng không qua nổi nghiệp lực chúng sinh. Cho nên chỉ có thành tâm sám hối, nguyện đoạn nghiệp sát, không ăn đồ mặn tanh hôi, ngăn tuyệt nhân gieo tội mới là căn bản cầu phúc, cầu thọ. Nhân quả báo ứng hiện đời, người chân voi. Thái tiên sinh năm nay 67 tuổi, người Triều Châu. Năm 1941, Nhật Bản xâm lược Trung Quốc, quê nhà bị dây hãm, sinh hoạt bị ép ngặt. Thời thanh niên, ông ly hương qua nước Thái Lan mưu sinh. Hiện nay, cư ngụ tại miền Trung Thái Lan, sống bằng nghề buôn bán. Hai chân ông bệnh giống như chân voi, đã 9 năm rồi. Thái tiên sinh rất ưa ăn thịt ngỗng và uống rượu. Hằng ngày, mỗi tối ông dùng một mâm thịt ngỗng và nửa giò rượu. Ngày nào cũng thế. 10 năm trước, ông theo đoàn du lịch đến miền Đông Bắc Trung Quốc du ngoạn và được ăn một lần món chân gấu gian danh cổ kim, khiến ông ra về cứ nhớ nhung mãi. Tiếc là chỉ có lần đó, vì sau khi về đến Thái Lan thì ông không còn dịp thưởng thức món chân gấu quý giá đó nữa. Cho dù là vậy, Thái tiên sinh vẫn ưa ăn chân ngỗng vì nó có chút mùi vị tương tự. Từ đó, ông thường dùng chân ngỗng nhắm rượu cho đỡ nhớ chân gấu. Sau này, có người bày ông cách dùng chân ngỗng, nói rằng không những mùi vị có thể ngon ngang chân gấu mà còn có thể giúp bổ tinh, tráng khí, dưỡng thần, là phương pháp bí truyền của các quân vương thời cổ đại. Thế là Thái tiên sinh học cách chế biến chân ngỗng. Tại trên cái bàn sắt, chung quanh có lan can bao kính, ông bắt con ngỗng sống thả lên bàn, để nó đứng như vậy, rồi sau đó nổi lửa đun củi bên dưới, nung nấu dần dần. Tùy theo nhiệt độ gia tăng, bàn sắt từ từ nóng lên, con ngỗng dần dần chịu hết nổi, bèn co một chân lên. Nhiệt độ càng cao, hai chân ngỗng đều chịu hết thấu, phải vừa co vừa buông, giống như khiêu vũ vậy. Lúc này, ngỗng có muốn chạy trốn cũng không được vì chung quanh đã rào kín. Đợi bàn sắt nóng đến đỏ rực thì hai chân ngỗng nhảy liên tục như điên, như cuồng phong bão vũ. Nó liều mệnh mà nhảy, chỉ có nhảy và nhảy thôi. Sau đó nó nổi khùng, tông lung tung, cổ dương ra hết ga, phát ra tiếng kêu thê thảm, ai oán rồi té xuống. Bây giờ thì hai chân nó bỗng đỏ sưng dù, nhưng chưa tắt hơi. Thái tiên sinh thấy vậy, liền nhanh nhẹn chặt chân nó đi. Ngỗng đau đớn ngất xỉu rồi tỉnh dậy, lại tiếp tục hôn mê rồi chết. Nhưng lúc này Thái tiên sinh bất quản, chỉ quan tâm đến việc đem chân ngỗng ra ngoài rửa sạch rồi nấu với thuốc, chụm lửa riu riu. Theo truyền thuyết, khi con ngỗng vũ trên bàn lửa xong, toàn thân khí huyết đều tập trung xuống đôi chân, thịt ngỗng cũng biến thành vô vị, không có giá trị dinh dưỡng bổ béo gì. Lửa bàn sắt nung nấu khiến máu huyết toàn thân đều tập trung xuống chân, gọi là chân ngỗng luyện đan. Thái tiên sinh cứ thế mà ăn chân ngỗng luyện đan mấy năm ròng. Sau đó ông phát bệnh, vừa đỏ vừa sưng giống hệt chân voi. Từng khớp xương trên thân đều đau đớn, bác sĩ nào cũng khám qua, uống đầy đủ thuốc đông y lẫn tây y mà vẫn vô hiệu. Một ngày chân ông đau hết 24 giờ, cả năm dịu đau 365 ngày. Thống khổ này dày dò hành hạ ông suốt 6 năm ròng rã, khổ đến không chịu nổi. Nhiều lần ông muốn tự sát, may được hiền thê giữ lại và hiếu tử khuyên, ông mới ráng kéo dài hơi tàn.
Một đêm nọ, ông mơ thấy một bầy ngỗng không chân tìm đến, hung bạo mổ cắn. Lúc tỉnh dậy, toàn thân ông mồ hôi đầm đề. Ông liên tưởng đến căn bệnh của mình, ắt là có liên quan đến việc ăn chân ngỗng. Vì ông đem con ngỗng còn sống, nhốt trong bàn sắt nướng nó, chứng kiến nó khiêu vũ trên lửa thảm thương. Càng nghĩ, càng tim kinh thịt run. Bất giác, ông nhìn xuống đôi chân sưng đỏ của mình. Ôi chao, giống hệt như chân ngỗng vừa mới khiêu vũ nhảy nhót trên lửa thì bị cắt đi vậy. Chính do thèm khát ăn chân ngỗng mà ông đã tạo nhân ác, nên bị hồn của quỷ ngỗng đòi nợ. Báo ứng, không ngờ nhân quả báo ứng nhanh như thế. Bây giờ, lương tâm tỉnh giác, ông nhờ vợ dìu ra ngoài cổng, quỳ xuống, chí thành hướng trời cao sám hối. Ông phát thề nguyện, từ ngày nay trở đi, không sát sinh, không ăn thịt, nguyện thanh khẩu trường trai, ăn chay đến chết. Bà vợ ở bên cạnh cũng phát nguyện ăn chay theo ông. Nói ra cũng lạ, kể từ khi ông hướng trời sám hối, lập nguyện xong, chân không còn sưng đau nữa. Chỉ có hình dạng bên ngoài thì thấy rất khó coi, cử động bị khó khăn thôi. Đến nay, ông không uống thuốc hay tìm bác sĩ chữa bệnh nữa, bởi vì ông hiểu đây chính là chứng cứ quan gia tìm đến báo quán, cho nên không muốn chữa trị làm chi. Thôi thì cam chịu, lưu cái chân voi này làm bằng để cảnh giác người sau, chớ vì dục vọng ham sướng miệng nhất thời mà sát sinh. Phải biết, thức ăn vừa qua cổ họng là biến thành chất thải. Nếu tạo ác nghiệp, sẽ bị báo ứng mãi mãi không ngừng. Đúng như thánh xưa từng nói, quả phúc không cửa, do chính ta tự chiêu. Báo ứng của thiện ác như bóng tùy hình. Thái tiên sinh, nếu được thì nên làm nhiều việc thiện, tạo công lập đức, vì chỉ có công đức mới có thể giúp tiêu oán giải nghiệp, nghiệp hết bệnh trừ. Nhân quả báo ứng. Cuộc đời bi thảm của cô gái kỹ nữ Thanh Lâu trả báo dưới địa ngục ghê kinh sợ. Lời giới thiệu của Hội Phật Giáo. Đây là bài viết của cư sĩ Triệt Ngộ, là một hội viên đã nhớ lại và kể về tiền kiếp của mình, khiến người đọc xong phải chấn động. Tác giả có ký ức cực tốt, có thể nhớ lại cả thời còn lót tả, cũng nhớ luôn kiếp vừa rồi mình từng đọa địa ngục, thọ tội ra sao. Trước khi đọa địa ngục, tác giả từng là một cô gái có dung nhan bá mị thiên kiều, do bị lừa dối tình cảm, tiền tài mà treo cổ tự tử. Do chết với tâm sân mãnh liệt nên lập tức bị đọa địa ngục, thọ nhiều thống khổ. Bây giờ, mời bạn hãy nghe tác giả kể. Tôi hồi nhỏ có trí nhớ rất tốt. Ngay từ thuở còn nằm nôi, tôi đã biết và nhớ hết mọi chuyện xảy ra. Chẳng hạn như lúc tôi đang nằm trong nôi thì thấy mẹ bị bệnh suyễn, phụ thân chích thuốc cho. Rồi lúc tôi tập đi, bị bầy ngỗng rượt đuổi như thế nào, đến nay thảy đều nhớ rất rõ. Có lúc trong não tôi còn xuất hiện một số hình ảnh rất kỳ quái. Đó là cảnh một cô gái Thanh Lâu bị đọa địa ngục. Đôi khi tôi kể cho cha mẹ nghe những điều này thì họ luôn phì cười và âu yếm bảo tại tôi còn nhỏ nên suy nghĩ bá láp không đâu. Nhà tôi theo ngoại đạo, thờ thần chứ không thờ Phật. Năm 6 tuổi, bà ngoại dẫn tôi đến thần đài, tức là đài thờ thần, cho tôi tham gia nghi thức tên là lễ khai mở thiên nhãn. Tôi được uống rượu tẩm máu tay, viết phù chú rồi đốt. Từ giây phút đó, cánh cửa nối liền ký ức tiền kiếp được mở ra, khiến tôi nhìn thấu suốt kiếp trước của mình. Mỗi một cảnh tượng, hình ảnh đều rất rõ ràng. Hóa ra kiếp trước tôi là một kỹ nữ, mặc áo phượng tiên thướt tha, ưa xem ca tử hí, tức là một loại ca kịch địa phương ở Đài Loan và Phúc Kiến. Nhưng không biết thời đó thuộc về niên đại nào.
Do từ nhỏ gia cảnh khó khăn, tôi phải vào nấu bếp trong một nhà giàu nọ. Vì có nhan sắc nên bị ông chủ nổi tài dục cưỡng hiếp. Sau đó thì tôi vào thanh lâu làm kỹ nữ. Vợ chồng chủ thanh lâu rất yêu thương, đối với tôi cực kỳ tốt. Lúc đó tôi là một hoa khôi trẻ trung, duyên dáng, nên đã lợi dụng sắc đẹp của mình để lừa gạt tình, tiền của biết bao người. Cuối cùng thì bị một công tử khác lừa gạt lại, khiến tôi mất sạch hết tiền tình. Tôi phẫn hận cực độ, lòng luôn muốn báo thù và không chịu nổi thống khổ, nên đã treo cổ tự vẫn. Tôi thấy cái xác của mình đã chết, nhưng hồn lại đi đến một nơi to lớn, có lửa cháy phừng phừng. Ở đây có đủ nam phụ lão ấu, sắc mặt người nào cũng ủ rũ buồn thảm. Dường như tất cả chúng tôi đều bước vào một con đường đã định, tỏa lực hút mạnh mẽ vô hình, khiến mọi người đồng lao thẳng vào đó. Đi một hồi thì gặp ngã rẽ, mọi người tản ra tứ tán. Tôi và một đám người cùng đi đến chỗ có cây cầu độc mộc, bắc qua vực sâu thường gọi là cầu Nại Hà. Trong đây âm u lạnh ẩm, tiếng khét, gào, kêu khóc gian dậy. Từng luồng hơi xú quế tanh nồng máu huyết xông lên mũi tôi. Rất nhiều người từ trên cầu ẩm ướt, tối tăm, trơn trượt kia bị té nhào xuống dưới. Tôi không muốn đi tiếp, nhưng không có quyền tự quyết, đành cứ thế mà bước lên cầu. Đi không bao lâu thì cũng bị trượt chân, té nhào xuống. Bên dưới là một vực sâu hun hút, rộng hơn biển cả nữa, vì không nhìn thấy biên giới hay bến bờ. Trong đây có đủ loại mãng xà, lớn bé, đang nhè nanh cắn xé chúng tôi. Những con rắn này nhiều không đếm xuể, hung hãn tấn công tôi. Sau đó tôi mới phát hiện ra, trong biển máu này có rất nhiều người, nhưng không nhìn thấy được đầu họ, bởi vì ai cũng giống tôi, đều chìm mau trong biển rắn. Những con rắn này liên tục cắn xé thân chúng tôi, khiến gân cốt rã rời, máu tuôn không ngớt. Thân tôi giống như bị bom đạn công phá tan nát, cảm giác thống khổ tận cùng. Nhưng trong phút chốc, da thịt xác thân tôi lại hồi phục nguyên trạng, rồi lại bị cắn xé hành hạ tan nát tiếp. Cứ thế mà tái diễn màn thọ khổ đó mãi. Lúc này tôi mới biết đây là địa ngục. Nghiệp lực hiện núi đao biển lửa, cột đồng chảo dầu hành tội. Tôi chỉ muốn sớm được ra khỏi cái biển máu ung thối tanh hôi, lúc nhúc độc xà tấn công kia. Tôi mơ hồ nghe tiếng bao người thọ khổ kêu rên, âm thanh rất yếu ớt. Nếm đủ khốn khổ rồi, cuối cùng tôi cũng rời khỏi nơi hành hạ này, đến được bờ. Nhưng trèo lên bờ vẫn chưa phải là kết thúc thọ khổ nơi địa ngục. Vừa ra khỏi biển rắn, mới bò lên bờ, thì tôi thất kinh khi nhìn thấy một vị thần. Tôi chỉ biết gọi là thần thôi, vì ông ta trông rất cao lớn, mặc đạo bào màu xám đen, tướng mạo cực kỳ trang nghiêm, không giống như các thần thờ ở thế gian. Ông chẳng hề mở miệng nói, chỉ dùng cách trò chuyện bằng tâm linh giao cảm, nghĩa là không có ngôn ngữ nào được tuôn ra ở đây, giống như cách truyền thông bằng tư tưởng vậy. Tự dưng tôi hiểu ra, bởi vì tôi không có tín ngưỡng nào hết, nên vị hiện trước mắt tôi không mang hình dáng tôn giáo nào. Do tôi không tin thần hay Phật, ngỗ nghịch với cha mẹ, sống chuyên dối gian lừa gạt người, lại hành nghề kỹ nữ, dâm tà thất đức ở chốn thanh lâu. Tôi chuyên lợi dụng mỹ sắc để gạt hại các nam nhân cho đến chết. Vì gây tạo đủ tội ác nên tôi mới tới chỗ này thọ khổ. Ông thần khuyên tôi, sau khi nhận hình phạt rồi thì phải nỗ lực tu hành. Lúc đó tôi chẳng hề có chút tâm hổ thẹn ăn năn,
luôn cảm thấy mình vô tội, là kẻ không có lỗi. Tôi uất ức nỗi đó khi nghĩ tại người gạt lừa khiến tôi phải ngậm hờn treo cổ, vậy mà chết xuống đây còn bị độc xà cắn xé. Thế là tôi nổi thịnh nộ xung thiên, vị thần liền biến mất. Ông thần biến mất rồi, tôi bị mấy tên quỷ sứ da vàng như đao gan xua đuổi tôi chạy lên ngọn núi cao. Đường gập ghềnh chông chênh khiến tôi bị dắp té. Ngay lúc bị té, tôi mới nhận ra có cả rừng dao nhọn đủ hình dạng kích cỡ, ngắn, dài, to, bé, từ dưới đất nhô lên. Bất kể tôi đi đến đâu, chỉ cần vừa té ngã thì những mũi dao sắc bén này liền tự động tấn công, giống như bàn chông hay bẫy kiếm, không ngừng băm dằm thân thể chúng tôi, khiến xương rơi thịt nát, máu chảy không ngừng, đau đến tôi chết ngất. Sau đó, thể xác lại hồi phục nguyên trạng, và tôi tiếp tục lãnh cực hình này, thống khổ không gián đoạn. Cảnh hành tội y như trong kinh Phật tả không khác. Sau này học Phật rồi, tôi mới biết, vì trong Lương Hoàng Sám từng viết: mãn kiếp địa ngục, may gặp thiện tri thức, nghe các vị Bồ Tát quở trách, khuyên răng, phải biết ăn năn cải hối, nguyện tu sửa để thoát khổ. Nhưng do tôi quá hung hãn, cứng đầu, ương bướng, nên phải ở đó thọ hình rất lâu. Đến giờ hồi tưởng lại, cảm giác vì những thống khổ vô gián đó vẫn mới mẻ như vừa mới tái hiện trên thân tôi. Địa ngục quả đúng y như kinh Phật mô tả. Từ tầng trên đọa xuống tầng dưới, bị chó đồng nổ sủa và nhai xương nuốt tủy. Ngục tối la sát cầm chĩa ba đâm vào đầu, tội nhân bị lửa đốt khắp thân, lưới sắt phóng mưa đao, đao theo lỗ chân lông đâm vào thân thể. Khi tôi ra khỏi núi đao rồi, thì bị ném vào một cái cối xay to khủng khiếp, to không thể tả. Nhìn nó đang chuyển động ầm ầm, tôi rất sợ bị nghiền nát, nhưng tìm không ra chỗ để trốn, đành cứ chạy vòng vòng trên mặt cối. Nhưng chẳng mấy chốc, thân tôi bị xay nghiền, đau đớn vô cùng. Rồi sau đó, thân xác lại hồi phục nguyên dạng, lại bị xây nát tiếp. Tôi nghe thanh âm tru khóc rên la không ngớt của các tội nhân. Họ chạy, đứng, nằm, ngồi, hỗn loạn, tất cả đều bị xây nhuyễn nhừ. Thoát cối xây, tôi bị trói vào cột đồng đỏ rực, lửa cháy bốn bề, da thịt bị thiêu khét lẹt, thưởng thức mịt mờ. Thân bị đốt cháy tiêu rồi thì lại hồi phục nguyên trạng. Tiếp đến, tôi bị trói vào một cột đồng lớn khác. Quỷ sứ dùng móc câu bén nhọn lôi lưỡi tôi ra, cho đến khi nó đứt lìa, tuôn máu dầm về. Đây là đền tội ác khẩu, chửi rủa, đâm thọc theo dệt dối trá. Sau đó tôi bị ném vào chảo dầu, thân thể giống như heo bị rán, không ngừng lăn lộn, sưng phình, cảm giác như thân bị một loại bom đạn cắt xẻ, đau đớn cực kỳ, thọ khổ tận cùng. Nhưng rồi thân tôi lại hồi phục như cũ, chỉ cần ló đầu ra khỏi chảo là lập tức bị quỷ sứ dùng cây chĩa ấn xuống chảo dầu lại, bắt phải thọ tiếp cảnh bị chiên rán. Cứ thế, tôi dở sống dở chết, hình phạt này cứ tái diễn mãi, khổ hết chỗ nói. Do tôi tạo quá nhiều ác nghiệp, khi làm bếp cũng từng chiên rán, băm dầm, giả xay loài vật còn đang sống, nên đây chỉ là nếm lại những gì mà mình gieo mà thôi. Ra khỏi chảo dầu rồi, tôi và đám đông đi đến một nơi đất khô khốc, phải nắng thành từng viên tròn, lớn có, nhỏ có, hình trạng và số lượng không đồng. Hoàn thành rồi,
thì ném vào trong hồ lô của mình. Cảnh này giống như là lao dịch vậy. Con người do đất khô quá, nắng không thành hình. Từ lúc xuống địa ngục tới giờ, chẳng được ăn uống gì, nên ai cũng mệt và đói. Nắng đất xong thì đi đến vùng giống như quả khô. Tất cả vào hồ lô đi ra, và mỗi người nhận được một chén đầy mũ trắng, vừa thúi vừa khai. Có lẽ do nhân duyên tiền sinh còn in sâu, tôi thấy ăn uống như vậy quá kỳ cục, nên không thèm dùng. Đầu thai chuyển thế. Sau đó tôi được dẫn đến trước một vị chấp pháp là phán quan. Ông này mày rậm, mắt to, nhìn không dữ mà rất có uy. Cũng giống như vị thần tôi gặp trước biển rắn, ông dùng phương pháp tâm linh giao cảm để nói cho tôi biết là tôi sẽ đầu thai vào thế gian làm con gái. Ông dặn tôi: ngàn vạn lần không nên tạo ác nghiệp, không được lừa gạt người nữa, mà phải hành thiện tích đức, tu hành cho nhiều vào. Nghe ông nói xong, tôi vô cùng bất mãn, liền hướng chấp pháp kêu than, viện cớ rằng đã có quá nhiều khổ đau tôi phải thọ chất chồng, nên không cam tâm làm nữ nữa. Tôi muốn được làm nam để báo thù. Nghe tôi bày tỏ vậy, quan chấp pháp lộ vẻ rất kinh ngạc. Ông không hiểu vì sao tôi thọ đủ khổ hình mà không bị lú lẫn quên tuốt, ngược lại còn nhớ rất rõ chuyện cũ. Nhưng ông vẫn kêu tôi đi sắp hàng và phát cho mỗi người một thẻ bài có số, có màu. Tôi lãnh thẻ màu hồng, ai nấy lãnh thẻ xong thì tự đi đến xếp hàng trước một cái cổng, y theo màu sắc cái thẻ mình cầm trên tay, chờ đi đầu thai. Lúc đó tôi nghe mấy tên quỷ sứ bàn tán lao xao: màu hồng đầu thai làm nữ, màu xanh đầu thai làm nam, màu lục đầu thai làm dịch, màu tía đầu thai làm... Vừa nghe tới đó, tôi vội lẻn qua hàng ngũ kế bên ngay, vì tôi không muốn làm nữ. Cho nên, thừa lúc người không chú ý tới, tôi giật thẻ màu xanh của đối phương và đưa thẻ hồng của mình cho họ. Thấy quỷ sứ lao tới, tôi nhanh chân chạy trốn, lẫn vào rừng người thẻ xanh. Sợ quỷ ngăn cản, tôi liền chạy đến một vùng có rất nhiều nhà. Lúc đó là đêm tối, thấy ở đây có nhà sáng đèn, có nhà không. Tôi căn cứ vào số ghi trên tấm thẻ bài mà dò tìm ra số cửa, lập tức đi vào. Thế là đầu thai thành nam tử như hiện nay. Quan gia ngõ hẹp lại tương phùng. Đời này khi tôi vào đại học chuyên khoa, quen với một bạn gái, chính là Bạch Diện công tử đã lừa tôi ở kiếp trước. Lần đầu vừa gặp, hai bên đã thấy hết sức quen, như đã từng biết nhau lâu lắm rồi. Dần dần, ảnh hưởng tình tiết đời trước càng lúc càng rõ hơn. Nhưng cuối cùng vì cha mẹ phản đối, hơn nữa tôi cũng không muốn nối lại tiền duyên, thế là chia tay. May là tôi không cần tâm muốn báo thù nữa. Còn cặp vợ chồng chủ thanh lâu đời trước, kiếp này là cha mẹ ruột của tôi. Chàng trai bị tôi gạt lường hại chết, kiếp này thành là vợ tôi. Hồi mới gặp, tôi cảm thấy rất quen, nhưng sống không hợp ý. Bởi vì đời trước tôi không hề yêu, nên đời này nội tâm đối với cô cũng thường sinh chán ghét, vô duyên vô cớ. Do vậy mà cô luôn ôm hận đối với tôi và cư xử với người nhà tôi hết sức lạnh nhạt. Hai bên thường dùng chiến tranh lạnh để hành nhau. Mặc dù tôi kiếm rất nhiều tiền đem về cho cô, trả lại nợ lừa gạt tiền ngày xưa, nhưng cô chẳng bao giờ tỏ ra hài lòng. Đời trước có một nam tử thường giúp tôi dẹp bao bất bình, nay là bạn chí thân của tôi.
sám hối tội ác quá khứ, cảnh tỉnh thế nhân tu. Học Phật rồi, tôi hiểu mọi sự đều do nhân quả. Kiểm điểm lại bản thân mình, tôi nhận ra tất cả toàn do tâm tham ái, chấp thủ mà ra. Đến đời này, tập khi xưa vẫn chưa mất. Nhưng kiếp này, tôi sẽ không mê muội tạo ác nữa, sẽ không tranh giành tài lộc, không dùng thủ đoạn để chiếm lấy nữa. Nếu cứ chạy theo tâm tham dục không đấy, mình sẽ khổ mãi. Tôi và người bạn gái đầu sớm đã chia tay và ai nấy đều có cuộc hôn nhân riêng. Nhưng nếu nhìn nhận một cách trung thực thì tôi vẫn khó quên cô ta. Trong sâu thẳm tận đáy lòng, tôi nhận ra mình vẫn còn nặng tình với cô ta. Nhưng tôi biết đây chỉ là nghiệp duyên, là ảo giác vọng tưởng mê muội nên không lao theo. Do đời trước tôi treo cổ chết nên đời này tôi không dám mặc y phục có cổ, vì rất sợ tái hiện cảm giác đau nơi yết hầu. Lại do đời trước tôi từng làm nghề nấu bếp, cho nên kiếp này nghệ thuật nấu nướng của tôi rất tuyệt. Bởi vì đã nếm qua cảm giác bị chiên trong chảo dầu, cho nên tôi đặc biệt sợ nóng, không sợ lạnh. Đời này hễ nhìn thấy cối xay chuyển động là tôi liền sinh hoảng sợ, toàn thân nổi óc hết. Tóm lại, những thói quen và ký ức đời trước hoàn toàn không tiêu mất. Nhìn lại những thống khổ đã trải qua, trong đây lời dạy hiếm có của vị thần và quan chấp pháp đã giúp tâm tôi mở sáng. Tôi hiểu rõ, làm người phải trọng tính, không nên lừa gạt, không làm thương hại người, không được làm việc gì trái với lương tâm. Tôi cũng biết cuộc sống đa số do nghiệp lực quyết định. Tự làm tự chịu, ta tự nếm quả mình trồng. Người hại tôi cũng không phải cố ý muốn hại tôi. Tôi khổ là do phải trả báo theo luật nhân quả. Cho nên, đối với tha nhân, tôi nên bao dung khoan thứ và không được khởi tâm sân hận. Đã nếm và hiểu rõ khổ địa ngục như thế nào rồi, bạn nghĩ tôi sẽ mê đắm ngũ dục, vùi đầu tạo ác nữa được sao? Tuy kiếp trước tôi là kẻ đại ác, vô tôn giáo, nhưng kiếp này tôi đã biết tìm đến Phật Pháp, dân hành theo lời chư Phật dạy. Vì cảnh địa ngục trong kinh tả giống y như tôi đã gặp. Tôi bây giờ chỉ muốn tu mà thôi, tu tinh tấn đến giải thoát và không tha thiết gì ở thế gian này. Tôi rất muốn được về cõi tịnh độ của Phật A-di-đà, tu cho thành đạo, rồi quay lại độ chúng sinh khổ đau ở đây. Thông qua kinh nghiệm này, tôi xin thành tâm sám hối tất cả lỗi lầm đã tạo trong dĩ vãng. Cầu chư Phật Bồ Tát gia hộ để tôi có thể tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn, giảng sinh tịnh độ, thoát khỏi luân hồi. Thực ra tất cả chúng ta đều từng xuống địa ngục vì trong tâm chúng ta đầy niệm ác, nhưng do cách ấm mê muội nên không nhớ ra thôi. Con người thậm chí còn là khách thường trực của địa ngục nữa kìa. Đây gọi là mới thoát ra lại tìm vào. Địa ngục vốn không, do ta tạo nghiệp ác mà hiện thành. Tam giới không an, như đi trong nhà lửa, chẳng nên lưu luyến. Tôi không dám nói chỉ người khác, chỉ lấy chuyện của bản thân mình mà chứng minh. Tất cả hình phạt thống khổ tôi từng chịu nơi địa ngục là do thân, khẩu, ý, tạo ác, sát, trộm, dâm, vọng, tôi đều phạm hết. Tôi từng là đầu bếp giỏi, chuyên sát hại sinh vật, hầm, nướng, quay, chiên, nên tôi cũng nếm mùi núi đao băm dặm, chảo dầu chiên rán. Miệng tôi nói ác, lưỡi phạm nhiều tội, nên bị móc, cắt lưỡi. Vì tội dâm tà nên bị thiêu cháy, ôm cột đồng.
Nếu như đời này tôi không biết ăn năn sám hối, không tỉnh giác tu sửa, lại tiếp tục tạo ác, thì chuyện tôi đọa địa ngục chắc chắn sẽ xảy ra. Nếu ta thừa nhận địa cầu này tồn tại, thế thì không thể phủ nhận sự tồn tại của địa ngục và tịnh độ. Nghiệp lực vô tận, thế giới vô tận, chúng sinh vô tận, chỉ có Phật Pháp là con đường giúp chúng ta thoát ly ba cõi, ra khỏi khổ đau. Đối với điều này, tôi tin kiên quyết không nghi, lòng chỉ muốn vĩnh viễn thoát ly cõi khổ, sinh về cõi Phật tu hành. Chuyện tôi kể quý vị có tin hay không, còn tùy thuộc vào phúc phận của quý vị. Xin hãy lấy chuyện của tôi làm gương mà tránh tạo ác nghiệp. Mong tất cả siêng nghe Phật Pháp, nghiêm trì giới luật, chăm chỉ tu hành để thoát ly tam giới. Ngàn vạn lần không nên trồng nhân xuống địa ngục.